Đây là cái loa kéo thì mình mang bán hàng. Nó này mình sử dụng rất lâu rồi, cũng phải tầm 3-4 năm rồi đấy, nhưng nó vẫn chưa hỏng. Hôm nay mình sẽ tiến hành tân trang lại cái loa này. Nghe vẫn nghe được bình thường, nó chưa có hỏng gì cả. Nó chỉ cũ theo thời gian thôi. Mình sẽ tiến hành tân trang lại nó. Cái vỏ ngoài của nó đã được dán đề can nó ra. Đề can mình sẽ tiến hành bóc hết nó ra. Và sơn, mình sẽ sơn lại. Đây, cái phần trên này nó làm cái mặt cái mạch nó đến trên đây thì rất bất tiện, là khi trời mưa nó vào rất hay bị ướt cái phần này và dễ hỏng. Mình sẽ chuyển nó xuống dưới đây. Đấy, mình sẽ để nó bên dưới đây. Bên trên này mình sẽ làm phẳng nó để có thể ngồi được luôn. Phần trước này mình sẽ tiến hành bọc một lớp màng vải để chắn bụi, trông nó đẹp hơn. Mình sẽ sơn lại loa này, sơn sần cảnh quan của nó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hết tất cả ra để bóc hết cái lớp này, đánh lại, hàn keo hết lại và sau đó phun sơn. Đây, đây là sau khi mình đã tháo tung hết ra. Và đây là bên trong của nó. Mình thì rất là sợ. Đây loa đây, loa đây. Càng hết đây thì sau này nó nhắc thôi, cái bên này mình không quan tâm. Bây giờ đây, cái này là vấn đề chính này. Bóc hết ra nhìn trông rất là tả, rất là nát, nên đã chả muốn làm rồi. Bây giờ lại bóc hết cái lớp dán bên ngoài ra. Đó là hàn keo gắn hết những cái vị trí này. Cái này của nó toàn bắn đinh thôi. Lâu ngày mấy năm trời dùng ổ bẹp hết rồi. Sự cái loa này lúc đầu mua thì nó cũng 1.350.000. Bây giờ mua một cái loa như này nó không phải chính xác, không phải là hãng này, nhưng mà nó gọi là hình dáng nó nhỏ nhỏ như này nó chỉ tầm 800-900.000 thôi. Mình thích chế cháo, thực sự là loa thì mình có mấy cái để mang đi bán hàng rồi. Cái này phục vụ việc bán hàng thôi. Cái này nó thỉnh thoảng là đi đâu xa xa thì mang này nó gọn nhẹ thôi, chứ mình mấy cái loa to hơn thôi. Thích chế cháo mà. Bây giờ tiến hành bóc hết ra. Và đây là cái loa mà sau khi đã được mình bóc hết cái lớp dán bên ngoài, và mình đã dán keo cẩn thận các góc cạnh. Chỗ này mình bên trên của nó là, trước của nó là như này, và mình đã phủ thêm một dán thêm một lớp cái gỗ đây cho nó phẳng để sau mình có thể ngồi lên đây. Còn đằng sau chỗ này mình sẽ quét để mạch chỉnh nhạc của nó ra, sau mình sẽ quét để đây. Đây toàn bộ cái loa sau khi mình dán keo cẩn thận các góc cạnh. Đấy, và mình đã đánh giấy ráp cho máy trà nhẵn hết rồi, giờ chỉ được là sơn là xong. Đây mình dùng keo 502 dán các góc hở, mình lấy mùn cưa mình rắc lên, sau đó mình dùng keo 502 mình đổ vào là kín hết, sau đó trà hết đi là được. Đây. Đây là cái loa, cái vỏ nó bốc khực. Và bây giờ đến công đoạn đi sơn. Đây sơn màu đen. Đây mình sử dụng sơn đại bàng. Cứ sơn màu đen là sơn gì cũng được. Mình dùng sơn màu đen. Rồi thì quan trọng nhất là phải có cái chất làm cứng này. Chất làm cứng này thì nó mới làm cứng được bề mặt sơn. Nó mới tạo thành hạt được. Đây là dung môi để hòa sơn nên nó có đặc quá. Cái này gọi là xăng thơm. Xăng thơm để pha sơn. Nó đặc quá còn pha cho loãng ra. Sơn này trong hộp mới cũng khá là đặc.
so đủ chất làm cứng kia và nó còn đặc hơn, cho nên vậy phải cần thêm xăng thơm để pha cho nó loãng ra. Đây, cứ pha xong nó cứ đặc tầm như này là được. Bây giờ mình sẽ đổ thêm xăng thơm vào. Đây, chất làm cứng, chất làm cứng. Tiến hành đổ thêm chất làm cứng vào. Đây, sau khi sơn và chất làm cứng vào nó đặc quá, nó sẽ tiến hành trông nó đông đông như là sắp xỉ là đông cứng đến nơi rồi. Do vậy cần phải đổ thêm xăng thơm để làm loãng ra. Đặc quá không thể sơn được luôn. Này là pha hơi nhiều sơn rồi, sẽ thừa sơn rồi. Cho thêm xăng thơm vào để cho nó loãng ra. Như là do mình đổ quá tay cái chất làm cứng rồi, hơi nhiều chất làm cứng. Đây, sau khi trộn khá là lâu, hai thứ này nó được đều nhau rồi. Lúc đấy các bạn nhìn nó cứ keo keo, nó cứ keo keo như thế này là được, không loãng quá mà không đặc quá. Đặc quá thì sẽ phun khó, sẽ tắc súng sơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ vào súng phun. Trước khi mình đổ, mình còn nói qua là cái súng sơn này. Đây, súng sơn nó có mấy cái nút chỉnh đây, nút ở dưới đây là nút chỉnh hơi nhiều hay ít hơi này. Cái xoáy này là chỉnh phun tỏa hay là phun tỏa rộng hay là phun tập trung ở một chỗ này. Còn cái xoáy này là chỉnh lượng sơn ra nhiều hay ít thì phải. Các bạn xoáy kịch vào là sẽ bóp nó không ra sơn luôn. Đấy, nó chỉ ra hơi nhiều. Đây, mình sẽ xoáy cái này ra. Đây, mình đang chỉnh nhỏ, mình sẽ xoáy to ra. Đấy. Nó bóp rất đông. Nhưng mình sẽ xoáy cái này. Xoáy nó rộng ra là được sâu hơn. Đây, các bạn hãy nghe tiếng nhé. Mình chỉnh đây, xoáy nó vào này. Xoáy kịch này. Không ra hơi luôn. Nhìn ra một tí. Các bạn cứ vừa bóp vừa nghe. Đấy, bắt đầu có hơi. Đấy.
phun hạn này thì mình cần lượng hơi rất là ít, không cần nhiều, cho nên các bạn chỉnh cho các bạn tí nữa các bạn đổ sơn vào, mình đổ sơn vào thì vừa phun vừa chỉnh. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ sơn vào đây. Đây đây là lớp sơn lần 1 của mình, cũng khá là đẹp rồi. Mình sẽ tiến hành phun lần 2 cho nó phủ thêm một lớp nữa. Thực ra thì này là cũng sản phẩm này cũng ok rồi, nhưng mà đang thừa sơn chả biết sơn cái gì, giờ đổ vào thì nó cũng hỏng, cái chất làm cứng nó sẽ cứng lại hết, không thể cất được, nên phun tiếp lần 2 vào đây. Các bạn cứ vừa phun vừa chỉnh độ sơn sao cho nó ra hợp lý. Đây là đang bị tắc sơn rồi, không có hạt văng to nữa. Đây, sơn đặc quá nó tắc cả sơn, nó phun tắc cả đầu luôn, không có được không nè. Đây đây mè rồi, mè quá rồi. Đây, phun đấy, các bạn cứ chỉnh sao hơi nó nhỏ, nó văng để được, chưa cảm thấy chưa được thì các bạn lại chỉnh hơi nhỏ lại lần nữa. Nếu như cái bề mặt gỗ và sơn lúc đầu bạn sơn đẹp rồi thì sau cái phun tạo hạt này bạn sẽ cần phun một lớp là đẹp luôn rồi. Nhưng mà cái bề mặt gỗ này mình xử lý nó chưa được đẹp lắm, nó còn nhiều bề mặt chỗ xấu, chỗ đẹp, nên mình phun thành nhiều lớp để cho nó che hết cái khuyết điểm của cái chỗ xấu của cái hoa này đi. Đây là nó đặc quá rồi. Đây, mình cho ra to hơn tí, không được cái hạt sơn này nó chảy nha. Nó đang bị tắc sơn, nó phun không được đều. Thôi, cứ tạm. Thì cái này nó là phần dưới loa chẳng có nhìn được, còn xung quanh kia nó đẹp hết rồi. Đây là mặt trên, còn đây là mặt xung quanh, nó đã khô rồi. Hôm qua mình đã sơn khô đạt yêu cầu rồi. Rồi cái phần này tí trà khô xem thế nào, phun lại mất khá nhiều thời gian. À, như vậy là mình đã sơn xong cái loa này. Đây, mình đã sơn sẵn xong cái loa này. Bây giờ mình sẽ đi lắp ráp lại cái loa này. Mình sẽ tiến hành lắp ráp lại. Vâng, vậy là xong quá trình nâng cấp em nó, và bây giờ đã xong lắp ráp lại nó xong rồi. Đây là phần mặt trước của loa. Trước của nó là lưới sắt. Bụi nó vào nhiều, mình đã dùng vải này để bọc bên ngoài chống bụi, không còn bụi vào nữa, mà trông nó cũng thẩm mỹ hơn. Còn đây là phần mạch của nó, trước nó nằm ở trên đây, mình đã chuyển nó xuống ra đằng sau này, ra đằng sau này để mưa giúp nó không còn bị ướt cái mạch này nữa, bởi vì cái loa này mình mang đi bán hàng rong ngoài đường mà. Đấy. Vậy là ổn rồi. Mình nâng cấp em nó gọi là
thẩm mỹ em nó thế này là thành công rồi. Đấy, bây giờ sẽ cùng nghe thử. Play by USB drive.